Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố. Theo nhận định, đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước. Dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng, có nguy cơ xuất hiện các ổ dịch mới, có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là tại các địa phương có mật độ dân cư cao, giao thương đi lại lớn. Dự báo thời gian sắp tới, diễn biến còn phức tạp, Thủ tướng đề nghị phải nâng cao tính dự báo, cảnh giác với các biến chủng mới, nâng cao tính ứng biến của từng địa phương, ra soát lại an sinh xã hội, tiếp tục khắc phục thị trường lao động. Về mục tiêu, Thủ tướng đề nghị kiểm soát rủi ro có hiệu quả, hạn chế tối đa các ca chuyển nặng dẫn đến tử vong. Phấn đấu đến ngày 15 tháng 12 tới, tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 phải hoàn thành. Khẩn trương tiêm mũi thứ 3 cho các đối tượng cần thiết, cố gắng hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Với trẻ em từ 12 đến 18 tuổi, cố gắng phấn đấu đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 hoàn thành tiêm 2 mũi để các em yên tâm đi học trở lại. Với trẻ từ 5 đến 12 tuổi, Bộ Y tế khẩn trương xin ý kiến các cấp có thẩm quyền, khuyến cáo của các tổ chức y tế và tham khảo kinh nghiệm các nước để tiến hành tiêm sớm nhất có thể. Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nghị quyết 128 để sát với thực tế, phù hợp với tình hình dịch bệnh, thực hiện kiên trì nhất quán liên thông trên toàn quốc.